vì giá rẻ hơn. Các loại gà giống đang được nhập lậu về Việt Nam qua cửa ngõ tỉnh Quảng Ninh. Việc này tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra dịch bệnh, đe dọa ngành chăn nuôi trong nước. Trước tình hình này, ngày 13 tháng 9, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Phùng Đức Tiến đã ký công văn gửi Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh đề nghị chỉ đạo lực lượng chức năng tổ chức đấu tranh, ngăn chặn, bắt giữ và xử lý nghiêm các đối tượng, các vụ vận chuyển, buôn bán, nhập khẩu trái phép gia cầm và sản phẩm gia cầm. Đồng thời, tổ chức tuyên truyền cho người dân về sự nguy hiểm của bệnh cúm gia cầm và tác hại của việc buôn bán, vận chuyển gia cầm không rõ nguồn gốc. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũng đề nghị khi bắt được các lô hàng động vật, sản phẩm động vật vận chuyển bất hợp pháp thì lấy mẫu gửi các cơ quan thú y để xét nghiệm. Sau đó, phải tiêu hủy ngay.